Điều duy nhất cần phải nhớ bây giờ đó là trong mệnh đề quan hệ, nếu có where và when được sử dụng thì tuyệt đối sẽ không có giới từ. Mà nếu có giới từ thì chúng ta không dùng được where hay when đâu, phải dùng which. Mệnh đề quan hệ where với when thì không đi với giới từ, nhưng which thì có. Và hãy nhớ rằng where thì bằng in which, bằng on which, và có thể là hơn thế nữa. Ví dụ như sau: the building is old, he lives in this. Thì tòa nhà thì cũ rồi, anh ấy sống ở trong đó. Ừ thì sống ở trong đó thì ok thôi. Nhận ra một điều là the building và it này là ngang hàng với nhau. Chúng ta làm bài mệnh quan hệ thì phải xem là cái nào bằng cái nào. Thì đây đúng là the building bằng it, nhưng một từ khác không thể bỏ qua đó là in, bởi vì cái cụm này là ở trong nó. Nó sẽ không thể nào dùng which được, mà vì có giới từ gì, nó phải liên quan đến từ là từ where. Đơn giản nhất đây chúng sẽ làm là the building where he lives is old. Cái tòa nhà nơi anh ấy sống thì cũ rồi. Tuy nhiên cách thứ hai vẫn được, bởi vì where bằng in which mà. Chúng ta sẽ rồi là the building in which he lives is old. Đây, bằng nhau về ngữ pháp và bằng nhau về nghĩa. Cách thứ hai chúng ta cũng có thể làm được đó là thế này: the building which he lives in. Đây, nó vẫn là đảm bảo được ngữ pháp và ngữ nghĩa, vẫn là nơi chốn. Hãy nhớ rằng khi các bạn làm câu mệnh đề quan hệ liên quan đến giới từ ở trước một danh từ, khả năng rất 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 cao nó phải dùng từ where hoặc là in which. Còn những cái sai ở đây có ngay đây. Chúng ta có the building in where. Nhớ này, where đã cộng bản thân cái where hay là when ấy đã là liên quan đến giới từ rồi, nên nó sẽ không cần thằng in để hỗ trợ nữa. Thành ra câu này á là sai ở đây. Câu ở dưới, the building where có vẻ ổn này, he lives in lại lòi ra in. Chúng ta rất hay bị nhầm ở chỗ này, khi mà nhìn thấy có where rồi, ổn ổn đấy, không nhìn đoạn cuối, chọn luôn, thế là chết. Bởi vì sao? Nó sẽ gài những câu như là in, là on, là at ở phía cuối cùng của câu. Khi làm bài, đọc cả bài, đọc cả câu để đảm bảo rằng là mình không sai. Học mấy năm trời mà sai cái lỗi kiểu này thì phí lắm. Câu này cũng sai các bạn nhé, bởi vì đã có where rồi thì không cần in, mà có in thì lại không cần được where. Tiếp nào, câu khác mình có là I still remember the day, it was the day she broke up with me. Lại có một cái nữa đó là thằng the day và the day. Thì hợp lý đấy, nhưng hãy nhớ rằng đây nói về khoảng thời gian chứ không phải là một which gì cả. Viết lại câu sẽ là I still remember the day when she broke up with me. Đó. Từ when này này chính là cái từ chúng ta cần tìm ở đây. Thế thôi. Một cái khác nữa, chuyển sang phần bài tập đi. Câu này thật ra chúng đã từng làm rồi ở trong cái đề, hình như là đề khảo sát lớp 9 và 10 của quận Ba Đình á. Nó ghi là rewrite the sentences with the same meaning. That is the fortress they are living and working in the fortress. Thấy ngay một cái the fortress này và the fortress này là một cái có quan hệ rồi, nhưng nhìn lại một chút thì thấy là thêm một từ là từ in. Với giới từ in này thì chúng ta sẽ không thể nào chỉ đơn giản là chọn từ which được, mà sẽ phải cái khác. Cái khác thì xem thế nào nào. Thử nhá. That is a fortress where they are living and working in it. Chặn ngay thấy chữ where. Nếu bạn nào chọn cái này luôn thì sai, bởi vì sau cái where này họ thêm cái là in it. Đấy, cái này là đã giới từ này. Thế thì làm sao mà được được? Giới từ thì đồng nghĩa với where, mà có where thì không giới từ cái gì. Câu này loại thẳng cẳng. Một câu khác cũng sẽ bị loại, đó là câu này. Cũng có where này, đây đây đây, câu D này, where này, còn in này. Đấy các bạn xem, họ để mấy cái giới từ ở sau cùng của câu. Nếu chúng ta đọc đến đoạn đầu rồi, thấy ngon rồi, where, chọn luôn, thì sai. Đấy, tất nhiên sai hết. Chỉ còn câu B và C, đây thấy ngay là từ what. What này thì làm gì có trong mệnh đề quan hệ đâu. Thôi loại nhá, chỉ còn cái này. Chúng ta thấy nó là which, đọc nó hơi rối mắt. Thế sao là which nhỉ? Phải là where chứ. Bởi vì nó có thêm chữ in. Hãy nhớ cho mình nhá, where thì chính là bằng bọn in, which
Câu tiếp. Ở đây, câu này quen này. Stratford Urban Avent in the town. Shakespeare was born in the Stratford Urban Avent in the town. Shakespeare was born. Chúng ta chỉ có hai từ để chọn thôi. Một là từ where, hai là từ which. Đọc hai câu này chả khác gì nghĩa cả. Nhưng cái này nó lòi ra chữ in. Đáp án đây sẽ là which. Còn ở dưới gì? Where. Đây là một câu khá kinh điển vì câu này xuất hiện trong khá nhiều đề thi. Mọi người cố gắng nhé. Where, when, tuyệt đối không đi giấy từ. Làm bài cẩn thận.